Kiến có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà của bạn. Tuy chúng không gây hại gì cho chúng ta, nhưng sẽ mang lại cảm giác khó chịu. Cách diệt kiến thì cũng có rất nhiều, nhưng cách nào vừa hiệu quả lại an toàn cho sức khỏe. Cùng tham khảo ngay 7 cách đuổi kiến dễ như ăn cháo, chỉ với những nguyên liệu có trong bếp của nhà bạn. 1. Nước rửa chén. Bạn hãy chuẩn bị một bình xịt và cho vào đó một phần nước rửa chén và hai phần nước. Sau đó lắc thật kỹ để chúng hòa hợp với nhau hoàn toàn. Khi gặp kiến, bạn chỉ cần xịt dung dịch này lên chúng thôi. Đợi một vài phút là kiến sẽ lật ngang ra chết hết. 2. Giấm trắng. Giấm là một loại nguyên liệu có rất nhiều công dụng cho cuộc sống. Nó cũng có tác dụng diệt kiến một cách hiệu quả. Để tạo ra hỗn hợp diệt kiến từ giấm, bạn chuẩn bị một chiếc bình xịt, cho giấm và nước vào bên trong theo tỷ lệ bằng nhau, lắc đều và đi tìm kiến để tiêu diệt thôi nào. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng dung dịch này để xịt quanh cửa sổ hoặc lối ra vào để kiến không thể vào nhà. 3. Nước cốt chanh. Nếu mùi của giấm khiến bạn khó chịu, hãy chuyển sang sử dụng nước cốt chanh nhé. Bạn có chuẩn bị một bình xịt, vắt chanh để lấy nước cốt, sau đó cho vào bình xịt theo tỷ lệ 1 phần nước cốt chanh và 3 phần nước. Kiến rất ghét mùi axit citric trong nước cốt chanh. Chính vì thế, bạn hãy xịt hỗn hợp này quanh nhà, kiến sẽ không dám bén mảng vào nhà của bạn nữa. 4. Đuổi kiến bằng tiêu đen. Rắc một ít tiêu đen lên nơi có kiến như đường đi của kiến, tổ kiến hoặc gốc nhà bạn không muốn kiến xâm phạm và bạn sẽ nhanh chóng thấy chúng tan tác và biến mất. 5. Đuổi kiến bằng tỏi. Bên cạnh tiêu đen, tỏi cũng là một gia vị quen thuộc luôn sẵn có trong căn bếp của bạn. Chỉ cần bóc 1 hay 2 tép tỏi tươi và đặt ở nơi gần kiến thường xuất hiện. Ngay sau đó sẽ không có con kiến nào xuất hiện cả. Khi tép tỏi khô đi thì bạn hãy thay bằng tép tỏi khác để kiến không quay trở lại nữa nhé. 6. Đuổi kiến bằng tinh dầu bạc hà. Bạc hà với mùi thơm dịu mát, chẳng những làm bạn thư giãn mà còn giúp cản trở khả năng giao tiếp của lũ kiến. Từ đó kiến sẽ không còn nhận biết được nơi chúng sẽ đi qua và mau chóng biến mất. Pha loãng tinh dầu bạc hà theo tỷ lệ 10 dầu bạc hà với 200ml nước, rồi xịt xung quanh những nơi bạn không muốn thấy kiến xuất hiện. Lúc này ngôi nhà của bạn vừa sạch kiến mà lại có mùi hương rất là dễ chịu. 7. Đuổi kiến bằng phấn rơm. Một cách tự nhiên giúp bạn tiêu diệt kiến là sử dụng phấn rơm trẻ em. Rắc một chút bột phấn rơm vào những nơi mà kiến tới và sinh sống. Phấn rơm có tác dụng hút ẩm, làm sạch không khí khiến kiến không còn nơi để trú ẩn. Tuy chỉ là loài động vật rất nhỏ bé, nhưng kiến mang lại nhiều sự khó chịu cho con người. Nếu giờ bạn đang có quá nhiều kiến, hãy áp dụng ngay những mẹo trên đây nhé. Tuy chỉ là loài động vật rất nhỏ bé, nhưng kiến mang lại nhiều sự khó chịu cho con người. Nếu giờ bạn đang có quá nhiều kiến, hãy áp dụng ngay những mẹo trên đây nhé. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Bách Hóa Xanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.